Ngày 21 tháng 3 vừa qua, Việt Nam và Nga vừa ký nghị định hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp xe ô tô. Thỏa thuận này là dự án hợp tác đầu tiên trong khu vực thương mại tự do được ký kết năm 2015 giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Theo lộ trình, ngay từ giữa năm nay thì các hãng sản xuất xe ô tô tại Nga là GazKamaz và Scholer sẽ bắt đầu xuất khẩu miễn thuế ô tô và các phụ tùng ô tô sang Việt Nam. 800 chiếc xe ô tô Nga sẽ được miễn thuế đến Việt Nam trong năm nay, 2.550 xe trong 3 năm và 13.500 phụ kiện trong 5 năm. Đó là những con số khởi động cho dự án hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Cùng thực hiện dự án này là các hãng sản xuất ô tô đầu ngành của Nga, trong đó có tập đoàn GAZ. Những dòng xe từ nhà máy chế tạo ô tô GAZ đã từ lâu được biết đến ở Việt Nam. Đó là Pravda, là Volga, là Chayka và nhiều thế hệ ô tô GAZ. Ở thời điểm này, nhà máy đang sản xuất gần 100 mẫu xe ở nhiều phân hạng khác nhau. Nhiều xe trong số đó sẽ đến Việt Nam. GAZ là một trong những nhà máy sản xuất ô tô thương mại lớn nhất của Nga và châu Âu, với hơn 18 triệu chiếc xe ô tô từng xuất xưởng trong vòng 80 năm qua. Hiện nhà máy là một trong 13 doanh nghiệp sản xuất ô tô thuộc tập đoàn công nghiệp ô tô GAZ, với định hướng xuất khẩu là các nước Đông Âu, SNG, Cuba và Việt Nam. Người Việt Nam đã từng rất tin tưởng vào chất lượng và kỹ thuật của các dòng xe GAZ. Ngày hôm nay, chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp những dòng xe hiện đại, có tính cạnh tranh cao không chỉ ở Nga mà cả ở nước ngoài, bao gồm sự phát triển của công nghệ với các nhiên liệu thay thế. Hiện các dòng xe buýt của GAZ đang chiếm 75% thị phần ở Nga, và các dòng xe thương mại hạng nhẹ chiếm hơn 5% thị phần. Một số mẫu xe đã từng được đưa sang thử nghiệm ở Việt Nam để có các thiết kế phù hợp với điều kiện đường xá và khí hậu. Chúng tôi đang chuẩn bị những lô hàng xuất khẩu xe nguyên chiếc sang Việt Nam ngay trong năm nay và các phụ tùng linh kiện xe vào năm sau. Đó là dòng xe thế hệ mới như Gazelle Business hay là Gazelle Next. Đây là những thương hiệu xe thương mại phổ biến nhất ở Nga thời điểm này. Chúng tôi thực sự quan tâm đến việc chuyển giao công nghệ với Việt Nam để có thiết kế xe tại chỗ phù hợp với từng yêu cầu và đối tượng khách hàng. Cùng với đó là phát triển hệ thống bảo dưỡng và dịch vụ sửa chữa ô tô, đào tạo công nhân kỹ thuật. Ước tính, trong khoảng 3 năm đầu thực hiện dự án hợp tác, các doanh nghiệp của Nga sẽ tiết kiệm được 3,5 tỷ rúp, tương đương hơn 50 triệu đô la Mỹ khi xuất khẩu ô tô sang thị trường Việt Nam. Và từ đây, các liên doanh giữa hai nước còn định hướng sản xuất ô tô để xuất khẩu sang các nước thứ ba, trước hết là các nước Đông Nam Á.